Đây là quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Quý vị ơi, và hôm nay Thái Học lại gửi đến cho quý vị thêm một dòng xe khá là quen thuộc, đó là Innova. Xe này phiên bản G quý vị ạ, số tự động, có ghế da chằng 5D, nẹp che mưa, phim cách nhiệt. Xe này màu trắng, biển số tỉnh, đi 50.000 cây. Xe này thì đang đợi làm kiểm tra 176 hạng mục và đang đợi làm thêm cái gói Maruguri độc quyền tại Toyota Tăng Cảng. Thì chiếc xe này trước khi về nó có đẹp hay không, cái chắc xe này có rất là nhiều cô chú anh chị rất là thích về những cái dòng xe mà khi mang về đại lý Toyota Tăng Cảng mà chưa có hoàn thành gói Maruguri. Thì xăng tiện sáng nay chiếc xe này đang nằm ở ngoài cái bãi đất trống và đang chuẩn bị giao cho dịch vụ. Thì Học xin mời quý vị cùng Học đánh giá chi tiết chiếc xe này nó còn đẹp hay không nhé quý vị. Học xin nhắc lại, đây là mẫu xe Innova G, mẫu xe Innova số tự động. Rồi, Thái Học xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đánh giá chi tiết chiếc xe chưa hoàn thành gói Maruguri nhé quý vị. Bắt đầu tiên thì cụm đèn lái này, cụm đèn pha trước phải quý vị ạ, 2017 nha quý vị. Ga lăng, cái này là dính bụi quý vị ạ, dính bụi ha quý vị. Cụm đèn pha phía trước bên trái, Học đi thật chậm, xe mà càng cũ thì Học quay thật chậm cho quý vị dễ đánh giá thêm. Cụm đèn báo rẽ, đèn sương mù này nó ố đánh ra đây, bị ố rồi quý vị. Cái này qua gói Maruguri nó sẽ hết ố ngay. Nắp capo nè, chúng ta lần lượt kiểm tra hai cái đường dập rõ bên nắp capo nè, đó đó. Innova 2017 số tự động, có giấy chứng nhận cho quý vị là xe không đâm đụng, không tua km, không ngập nước. Những cái điều mà quý vị lo ngại nhất, động cơ và hộp số phải còn nguyên zin. Xe này còn bỏ zin luôn nè quý vị, tầng thứ 7 năm 2017 nè. Bốn cái vỏ, để Học xem cái vỏ đầu tiên bên trái, trước trái này quý vị, là cái vỏ zin nè ha. Màu trắng, quý vị hãy để ý những cái đường, bắt đầu từ cái đường này quý vị để ý coi nó có lệch màu hay không ha quý vị. Camera giờ không lấy nét được ta. Mình cùng kiểm tra keo chỉ cửa. Xe đã lên phim cách nhiệt rồi, mình coi khiên cách nhiệt từ phía trong ra ngoài nè. Rồi, chuẩn bị xuống tới tấp bi cửa đã lên da. Xe này là có ghế da sẵn rồi quý vị ạ. Đó, thì sẵn tiện này mình coi tấp bi cửa ha, rất đẹp ha quý vị. Đó, rồi chúng ta lần lượt là keo chỉ cửa. Ở trên đây là nó hai, có hai keo nữa quý vị. Đây. Lần lượt vào nội thất luôn nha quý vị, để đỡ mất thời gian của quý vị. Nội thất da rất đẹp. Đã lên nội thất da rồi, tấp bi cửa cũng đã lên rồi, lên chằng 5D luôn rồi. Đèn chằng Innova G. Xe này thì còn tự giữ đầu CD nha quý vị. Xe này chúng ta về lên đầu Android nó là tuyệt vời, chỉ lên thêm cái đầu Android thôi, Android có wifi giờ mình coi YouTube, có cái Học Toyota, có màn hình chào đó quý vị, 50.008 cây. Xe Innova G hiện tại ở ngoài thị trường theo như Học đánh giá trên rao vặt cũng có rất là nhiều quý vị, có rất nhiều xe, nhưng mà về lượng mà Innova G bên Học thu về thì rất là ít.
Kể cả Innova Air cách đây hàng tháng trước thì cũng đã cháy hàng, không đủ nguồn cung cấp hàng cho quý vị. Và Innova G cũng vậy. Vì những dòng xe mà bên Toyota tăng cản thu về, nó phải đạt được chất lượng. Đầu tiên là xe không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, và thứ ba là không tua km. Nếu mà xe tai nạn ngập nước thì bên Học xin từ chối nha quý vị. Keo chỉ. Rồi mình xem túp lô cửa. Rồi phần nội thất. Ghế đẹp như mới quý vị ạ. Học nghĩ cái này là chủ trước lên chắc cũng gần đây à, chứ không có lên nhanh hay lên lâu đâu, tại ghế nó còn mới quá. Đây. Đây là cái bàn làm việc của phiên bản G sẽ có nha quý vị. Phiên bản G có đẩy cốc nước nè. Đó, chúng ta sẽ đẩy cốc nước vào đây. Đẩy laptop vào đây. Đó, có đèn chăn. Hệ thống lạnh tự động. Đó là những điều đặc biệt của phiên bản G. Tay nắm cửa mà rơm. Tay nắm cửa bà rơm sơn bạc. Đó. Phiên bản E sẽ không có nha quý vị. Xe thì đã trần 5D rồi. Đó, học sinh nhắc lại trần 5D, bọc sàn, ghế da, phim cách nhiệt. Ở viền che mưa khá là đầy đủ rồi. Đó, rồi chúng ta cùng kiểm tra cái keo chỉ của cái vè. Đó, cái này cũng là cái keo chỉ nha vậy, cái này cũng rất là quan trọng ha. Đó. Rồi xe này cái vỏ sau bên phải cũng là vỏ zin. Từng thứ 7 năm 2017. Cụm đèn lái sau trái. Innova. Xe thì có camera gear. Cái này chưa có màn hình mà sao có camera gear ta. Cái này chắc chả zin nè. Cái này khách lấy lại màn hình nữa mấy mày. Nhưng mà mấy cái đó thì giờ cũng rất là rẻ, không có quan trọng lắm đâu. Nhưng mà có camera sẵn rồi. Innova G. Rồi cụm đèn lái sau phải. Nó đẹp như xe mới nha vậy. Rồi chúng ta coi keo chỉ cốp luôn quý vị ơi. Tùy coi xe để những cái miếng tem nè. Miếng tem đừng có lột ra nè. Miếng tem này là của zin trong nhà sản xuất á. Xe mà sơn năm đụng là tháo này ra để sơn. Tem zin. Để máng xói. Chúng ta xem kỹ nè, những cái dấu hàng bon nè. Nó ốc chưa mở nè, tại khi mà trong cái quy trình sản xuất của nhà máy á, thì người ta gắn cái cốp này vô người ta mới sơn, nên là cái dấu mà chưa xe chưa sơn cái này nó sẽ liền mạch luôn. Đó. Cốp là chưa sơn nha mày. Đó, nhiều khi nó tháo ốc, xe có dấu tháo ốc đó nhưng mà mình vội hơi phan xe đó là có va chạm hay xưa hay chưa. À, nhiều khi tháo ra chỉ sơn thôi, tại vì riêng cái cốp và cái capo á, nên là nó không có cái góc 90 độ nên là bắt buộc khi mà sơn phải tháo ra. Trần 5D rất đẹp quý vị. Nội thất ở trong xe này đi giữ rất kỹ nè. Rất kỹ. Innova G thì như ít có sử dụng để chạy dịch vụ đâu quý vị. Xe chỉ dùng chuyên phục vụ gia đình. Đây gầm đây quý vị. Dấu son còn nha quý vị. Xe này cũng rất là sạch, gầm rất sạch. Tem niên hạn của phụ tùng. Đó, dấu son đây quý vị.
những chiếc xe mà bên Toyota Tân Cảng thu lại hầu như là phải gọi là những chiếc xe đẹp nhất ở thị trường. Vì cái dòng xe Innova G hiện tại thì nó cũng đã có hình như hồi sáng học lên học theo dõi cũng được ba mấy tin rồi, toàn quá ba mấy chiếc. Nhưng mà về xe mà để mà chuẩn có giấy chứng nhận cam kết cho quý vị á, thì những chiếc xe như thế này mới được thu vào. Xe rất đẹp nha quý vị. Rồi mình lần lượt xem keo chỉ luôn. Ở trên đây nó cũng có keo chỉ nha quý vị. Đây nè. Ở đây nó có nhưng mà mấy cái này nó ít va chạm lắm. Ở trên đây thường là ít lắm nên học quay là quay dưới thôi. Ở đây nhưng mà ở đây cũng có keo nè. Đây cũng có keo nè. Cái lường nữa vậy, chưa một dấu chày xước nha, đi rất là kỹ. Rồi để xem cái vỏ này, ở đây góc hơi hẹp nên là quay hơi khó coi, mong quý vị thông cảm nha. Ba cái vỏ zin, vỏ trước trái, sau phải đã là vỏ zin, cũng là tầng thứ 7 năm 2017 đây vậy. Nhưng mà vỏ zin này 50.000 nè. Gai đó vậy. Cao vút nha. Rồi tiếp tục tốc độ cửa trước. Tấp bị cửa trước đó vậy. Phim cách nhiệt. Keo chỉ. Tuyệt vời. Vừa rất là mới rồi quý vị. Rồi chúng ta cùng kiểm tra qua cái vỏ trước bên phải nữa, xem có nó còn zin hay không. Vỏ này thay rồi đó quý vị. Có một cái vỏ này thay tầng thứ tư năm 2020 rồi. Ba cái vỏ thì có một cái vỏ này thay nè, nó bị xì lớp rồi hay gì. Rồi chúng ta lần lượt ra khoang động cơ, nó là xong rồi quý vị. Giật capo lên. Động cơ và hộp số là bên học cam kết cho quý vị là còn nguyên zin. Keo chỉ không có quay được theo ốc bên kia để học xem thử. Rồi ốc carbon này cũng chưa tháo luôn nha các bạn, carbon còn zin nha, ốc carbon chưa tháo, tại vì khi tháo là phải tháo hai bên chứ không ai tháo một bên cả, bên kia nữa. Xe này là cực đẹp nha các bạn. Come on.
Dạ vâng. Xe này là xe Innova 2017, đi 50.000 cây, ghế da, phim cách nhiệt, viền che mưa, đã có sẵn, trần 5D, bọc sàn, đi 50.000 cây nha vị, mang biển số tỉnh, có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng là 680 triệu đồng. Vâng, một lần nữa học sinh cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi cùng học đánh giá chi tiết sản phẩm này. Một lần nữa học sinh cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.